xin mời đại chúng chắp tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 3 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học câu kinh Pháp Cú thứ 385. Chúng ta có một cái chủ đề cho cái câu kinh Pháp Cú này là đi ngang dòng sinh tử. Đi ngang dòng sinh tử. Đi ngang dòng sinh tử có nghĩa là gì? Tức là mình vượt ngang qua cái dòng sông cuồn cuộn nó lôi cuốn mình trong cái cuộc tử sinh, gọi là đi ngang dòng sinh tử. Mình không có bị cái dòng sông sinh tử nó nhận chìm. Hay cái nghĩa cạn hơn, nó có nghĩa là mình đi ngang qua cái dòng chảy của buồn, của vui, của hờn, của giận, của ghét trong thế gian này. Mình làm thế nào sống trong cuộc đời mà mình rất là an ổn, rất là vững chãi. Mình làm chủ vận mệnh của mình. Mình không để cho cuộc đời mình trong bàn tay của người ta. Người ta dẫn đi đâu mình đi theo đó, gọi là đi ngang dòng vui buồn. Ở mức độ cạn là trong đời sống bình thường của mình mà các vị giỏi á, thì các vị quyết định cho vận mệnh của các vị. Mình vui, mình buồn, mình sầu khổ bất an, vân vân, là cái nỗi nhọc nhằn rất lớn trong đời sống. Mình làm thế nào mình tu, dở nhất là mình cũng làm chủ được những điều đó. Nhà Nho thì họ nói là đang cơn giận đùng đùng mà dừng lại đừng giận, phải là người trưởng phu có bản lĩnh mới làm được điều đó. Giống như trên cái đà tuột dốc này nè, đá nó lăn từ bên trên cuồn cuộn xuống, không có thần thánh nào kéo được cái viên đá nó ngừng. Thì cái đà của cơn giận nó đổ ra, nó đốt cháy mình, nó đốt cháy người xung quanh cũng vậy đó. Như viên đá ở trên núi nó tuôn xuống rồi đó, mà mình dừng được nữa chừng mới đáng mặt là người tu Phật, mới là người tu giỏi. Còn chưa làm được điều đó thì chúng ta chỉ là người nắm đuôi ngựa, nắm đuôi bò, nó thôi mình đi đâu, đi theo đó rất là tội nghiệp. Và các vị hình dung là trong tâm thức mình có cái giận nó tràn lên cái mình giận, có cái buồn tràn lên cái mình buồn, đó là nói chuyện bên trong. Bên ngoài là gì? Người ta liếc mắt mình cái là mình buồn, trời môi cái mình giận, mình cũng đang ở trong bàn tay của người ta, rất là tội nghiệp. Cho nên đi ngang dòng sinh tử, mức độ sâu á, là mình vượt ngang qua cái dòng chảy của sinh tử nó cuốn mình nghìn đời rồi. Mức độ cạn đó là mình vượt ngang được những niềm vui, nỗi buồn, những cái buồn, cái giận, cái bất an của tâm. Cạn hơn nữa đó, là mình vượt ngang được những cái chê khen, trách cứ, biểu môi vân vân của người bên ngoài. Sống vững vàng trên đôi bàn chân của mình, người đó là người hùng trong cuộc đời. Và tu mà không làm được điều này thì rất dở. Chưa nói người tu là người đời có một chút trí tuệ, có cái bản chất của một người hùng ở trong nhân gian, người ta đã làm được điều này, quyết định vận mệnh của đời sống họ, chứ không để cho đời sống của họ trong bàn tay người kia bóp méo vo tròn. Và thông thường mình cứ để cuộc đời mình trong bàn tay của người khác à. Họ khen, họ chê, họ chỉ cần một cử chỉ, một câu nói, một cái nhìn, cái là mình bất an, rất là tội nghiệp cho đời sống mình. Cho nên mình phải sửa lại vận mệnh của mình bằng cách mình nắm trong tay. Bốn câu dễ học lắm và cũng học rất là nhanh. Không bờ này bờ kia, cả hai bờ không có, cả hai bờ không có, lìa khổ không trói buộc, ta gọi Bà La Môn. Ở đây có hai cái từ mình giải thích thế này. Cái từ không trói buộc
ở nơi khác, có một bản dịch khác họ gọi là lìa khổ, không còn sợ hãi. Cái từ Bà La Môn này nó còn có một cái hàm nghĩa, đó là những người hành đạo thanh tịnh, người tu tập. Ngày xưa trong thời Đức Thế Tôn thì người ta gọi những người không phải đệ tử của Sa Môn Gotama, không phải đệ tử của ngài Cồ Đàm. Tất cả những cái tôn giáo đương thời tu tập gọi là Bà La Môn. Nhưng mà Bà La Môn nó có một cái hàm nghĩa là cái người đó tu tập thanh tịnh, là cái người đang thực tập để chuyển hóa tâm, để làm cho lòng họ an, lòng họ thanh tịnh, gọi là Bà La Môn. Thì chúng ta theo cái nghĩa này, tức là những người có trí tuệ, mơ ước đời sống hạnh phúc, yên bình, muốn vươn lên khỏi đời sống của thân phận phàm phu, gọi là Bà La Môn. Nói chung là những người hành đạo, những người đang tu, những người muốn đưa đời sống tâm linh mình lên, gọi là Bà La Môn. Đó là hai cái từ ngữ mình giải thích. Và cái tản văn của cái bài Kinh Pháp Cú này là thế này, biên tản văn nữa cho nó dễ hiểu. Không bờ bên kia cũng không bờ bên này, hai bờ đều không thật. Hai bờ đều không thật, chỉ xa lìa khổ não, chẳng bị trói buộc nữa, ta gọi họ là Bà La Môn. Ở đây cái từ này, từ tự xưng này, đó là Đức Thế Tôn tự xưng, ngài nói với đệ tử của ngài. Ngài nói nếu là người không đắm mắt bờ bên này, cũng không vướng vào bờ bên kia, đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai là quán chiếu được cả hai bờ đều không có thật, người ấy xa lìa được mọi khổ não, chẳng bị trói buộc của nghiệp thức bên trong, chẳng bị trói buộc của cái dòng chảy sinh tử luân hồi, người đó xứng đáng được gọi là đệ tử Đức Như Lai. Nếu mình hiểu cái nghĩa rộng và rõ nhất, đó là nghĩa như thế. Ở đây nó có một cái điều để chúng ta đi vào giải thích thêm nữa là thế này: thế nào là bờ bên này, thế nào là bờ bên kia. Từ chuyên môn nó gọi là sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Sáu nội xứ nó có hai tầng. Sáu nội xứ tầng cạn đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu nội xứ sâu đó là nhãn thức, tức là cái sự nhận biết của mắt, sự nhận biết của tai, sự nhận biết của mũi. Đó là mình nói sáu nội xứ. Sáu ngoại xứ đó là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, gọi là sáu ngoại xứ. Các vị nhớ như vậy nghe, chứ không phải là bơi cái thuyền vượt ngang qua dòng sông Cửu Long hay là sông Mississippi gì đó mà gọi là vượt được bờ bên này bờ bên kia. Mà vượt được bờ bên này tức là không có trú, không có chấp vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có dính mắt vào sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp bên ngoài, gọi là vượt cả hai bờ. Bước thứ nhất là như vậy. Bước thứ hai là dùng cái tự giác quán chiếu để thấy sáu nội xứ và sáu ngoại xứ đều không có, đó là vượt cả hai bờ do quán chiếu bên trong. Cái bước thứ ba là mình xả ly, tức là vượt thoát tất cả mọi khổ não từ hoàn cảnh phát sinh, từ tâm thức phát sinh. Và người đó xứng đáng gọi là Bà La Môn, cũng nghĩa là thành tựu được quả vị A-la-hán đó, quả vị vô sinh đó. Cái cuối cùng của nó là đi ngang dòng sinh tử. Học bài này dở nhất là cũng phải vượt ngang qua vui buồn, sầu khổ bất an. Không được nghe ta nói một câu buồn rũ rượi. Đó là bài Kinh Pháp Cú, những cái giải thích về từ ngữ. Và có một cái đại ý nữa, chúng ta đi cái đại ý, chép một tập lâu lâu có đem nó đọc hay là để nó cúng quỷ thần. Có một Phật tử nói khoe với tôi, học một tập rồi, mấy năm, hỏi ra thì không biết cái đầu đuôi là cái nào, không biết viên sao, thất bại quá trình. Ai đi học thì mình cũng đi học, ai ghi chép thì mình cũng đi chép, ghi chép cho vui về để đó. Giờ chép cái đại ý nè,
Tôi không biết là các vị lâu lâu có đem một vài câu pháp cú ra chiêm nghiệm ngâm nga thử chưa, không biết cảm thấy nó hay. Thay vì mình ngâm thơ, thay vì mình hát, mình ngâm một câu vậy đó. Và tôi nghĩ trong tương lai á, thầy dạy nhiều hơn là người đi học nữa. Tại vì các thầy các cô thì ngày mỗi một đông, và ai cũng thích giảng pháp, giảng kinh. Và kinh sách bây giờ thưa các vị là đầy thị trường hết. Các vị lên trên website bấm là ra hàng đống pháp thoại trên đó của quý ông, quý hòa thượng giỏi không à, đầy hết, không biết cơ man nào mà nói. Và ra ngoài đường thì mình thấy là người ta ấn tống CD đó. Và cái thế giới bây giờ càng ngày người ta không buồn, không buồn đọc nữa, người ta thích nghe thôi. Cho nên CD bây giờ rất là phổ biến. Những cái cuốn sách hay cũng được đọc thành CD. Và đầy hết. Và hầu như là mình chỉ thò tay ra là mình có pháp để nghe, để học. Mà người học thì không có, pháp thì nhiều. Thầy dạy cũng nhiều, và người học không có. Và lần lần tôi có cảm tưởng là sẽ có 5-10 ông thầy đứng dạy một lần 2-3 người đệ tử thôi, 2-3 người học trò thôi, 5-10 ông thầy dạy. Không có người đi học. Mình nói cái này cái chứng minh rất là cụ thể nè. Ví dụ như ở Việt Nam một cái đàn giới để truyền giới tỳ kheo, có khi giới tử lên tới hàng nghìn người. Ở đây tổ chức một cái đàn giới như vậy là mời hòa thượng từ bên Úc Châu, bên Âu Châu, rất là xa xôi. Các ông cụ lụm cụm như vậy ngồi mất 14 tiếng đồng hồ, 16 tiếng đồng hồ qua đây để thiết một cái đàn tràng truyền giới, đến có 3-4 giới tử thọ tỳ kheo, 10 giới sư truyền giới cho 3-4 giới tử, tội nghiệp. Và cái tình trạng này trong tương lai thì nó cũng giống như là tình trạng chúng ta đi học vậy đó. Người học thì ít mà người dạy thì nhiều, khả năng nó sẽ lên đến cái chuyện như vậy. Và hiện tại thì các vị nhìn thử coi là CD đầy hết. Và bây giờ người ta không buồn nghe CD nữa, nghe không chán, coi DVD thích hơn, có hình ảnh. Có một Phật tử nào lâu lâu khoe tôi là con học được 5 câu kinh pháp cú, tôi mừng biết bao nhiêu nói. Bây giờ mình ghi cái đại ý nè, người tu tập thực sự là người khéo sử dụng, là người khéo sử dụng một kiếp sống hiện tại, vượt thoát dòng chảy tử sinh. Đại ý của câu pháp cú này là như vậy. Người thông minh ở đời họ sử dụng một kiếp sống họ rất là xứng đáng. Để họ làm gì? Để họ học hành tới nơi tới chốn, để họ ăn nên làm ra, để họ có tiền, họ có danh. Đó là những người rất là miệt mài, họ đầu tư cả thân tâm của họ, chứ không hề có một phút giây lãng phí. Các vị để ý coi, ở đời mà họ muốn thành công, họ muốn có tiền, họ muốn đời sống vật chất của họ được vươn lên, thì họ không bao giờ phung phí một giờ khắc nào trôi qua cả. Không có ông nhà giàu nào mà xài phung phí cả. Mấy anh nhà nghèo phung phí, thường nó là như vậy. Dân mà xài sang, dân nghèo chứ không phải dân giàu. Các vị để ý coi, dân giàu, cái câu chuyện mình hay kể là bố tôi giàu đó. Cái anh chàng đó, ảnh vô tiệm cùng với tên tài xế, ảnh ăn xong cái ảnh móc tiền ra trả phần của ảnh, tài xế ăn thì móc tiền ra trả phần tài xế thôi, tại vì tài xế đã lãnh lương của ảnh rồi. Cái ảnh đi bất cứ chỗ nào, ảnh chi phí cho cái phần của ảnh thôi, rồi phần tài xế thì tài xế tự giải quyết. Cái một hôm anh tài xế anh than phiền, anh nói thưa ông, con đi với cậu á, tức là con của ông nhà giàu đó, cậu ăn thì cậu bao cho con ăn món ngon vật lạ mà cậu trả tiền. Cậu vô vũ trường, cậu nhảy đầm, cậu uống rượu thì con cũng giống như cậu, chứ không hề là một ông tài xế. Cậu bao tất cả mọi thứ cho con đòi gì được nấy. Thế mà đi với ông là ông tỷ phú chứ không phải cậu là tỷ phú, mà ông keo kiết thua cái ông nhà nghèo vô cùng.
Ông nói mày không biết, bố nó giàu, bố tao nghèo lắm á. Và thực tế là như vậy. Cái anh chàng kia con của ông tỷ phú, rõ ràng là bố anh giàu chứ. Còn ông tỷ phú này từ tay trắng làm nên đồng tiền, đối với ảnh là mồ hôi nước mắt. Ảnh đâu có phung phí cái kiểu vô duyên như vậy. Ảnh nói là bố nó giàu, bố tao nghèo. Và điều này rất là đúng, phải không ạ? Và nói như thế để quay trở lại, thưa đại chúng, là người ở bên ngoài họ trân quý ngày tháng họ vô cùng, họ cũng trân quý sức khỏe họ vô cùng, trân quý một đời người vô cùng, họ không có phung phí. Mình xài đồng tiền bạc mạng, nên mình phung phí sức khỏe mình bạc mạng, mình không biết quý tiếc nó. Và mình không có sử dụng ngày tháng tuổi trẻ mình một cách xứng đáng. Rồi ngày tháng trung niên của mình cũng không sử dụng một cách xứng đáng. Rồi tuổi già của mình cũng chìm trong một cái lãng phí rất là vô ích. Ví dụ như tuổi già các vị biết trân quý như ngày tháng của tuổi già thì dành thì giờ niệm một tiếng Phật, lại một lại Phật, tu một chút công đức lành, vân vân, có ngàn vạn việc để làm. Mình có vô vàn điều để làm trong cuộc sống này, chứ không phải là thì giờ để cho nó chìm điểm trong cái sự vô ích ấy, vậy mà mình phung phí không biết thương tiếc. Cho nên cái câu đại ý này nó nhắc cho chúng ta nhớ là nếu ta là người biết thương quý đời sống mình, ham tu tập thực sự, thì phải khéo sử dụng một đời người cho nó xứng đáng. Mình không có kiếp sống thứ hai để dành để mà sử dụng đâu. Kiếp sống này nó mất rồi, có khi kiếm lại rất là khó. Mình phải làm thế nào trong một đời này vượt thoát được cái kiếp tử sinh nó nhận chìm mình không biết lúc nào đây. Ta không có khắc lần khắc hồi được với cái chết, ta không thể hẹn hò được là chết ơi chết, mi hãy đợi năm sau ta mới chết, năm nay ta còn báo như cũng việc phải xử sự, con ta còn nhỏ, cháu ta còn cần ta nuôi, hay là tiền ta chưa có đủ để dành cho con cái ta phải kiếm thêm. Thưa, nó không có hẹn hò đâu. Mình không thể khắc lần khắc hồi với nó được. Và mình không có thể dùng binh hùng tướng mạnh hay là lợi là danh là tiền để mua chuộc nó được, không hề. Cho nên các vị hãy sử dụng một kiếp sống thật xứng đáng. Đó là mình chia sẻ đôi điều về cái đại ý. Giờ mình đi vô những cái phần ở trong để các vị thấy cái bài này nó cũng hay. Cái điều thứ nhất mình muốn chia sẻ với các vị đó là mình thích ngược xuôi trong sinh tử nhiều hơn là mình thích thoát tử sinh. Ta thích ngược xuôi trong sinh tử. Cái này nói ra thì nó hơi vô lý. Ví dụ như mình nói là tôi thích nổi chìm trong cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận. Mình nghe ai nói câu đó mình thấy rất ư là vô minh, nhưng mà thực tế là mình như thế. Các vị tự nhìn tâm thức các vị thấy điều này. Mình thích nổi chìm trong vui, trong buồn, trong lo lắng, trong bất an. Có một giây phút yên bình nào đó mình rất là sợ. Và bao giờ mà chạm phải cái nỗi khổ thật lớn, nỗi khổ thật lớn của đời người, đó là chạm phải cái chết gần kề, mình mới sợ. Còn thông thường đời sống bình thường thế này mình chưa biết sợ là gì cả. Và thưa đại chúng là có những cái hạnh phúc rất là bình thường mà mình không có dám nhận đó, không có khả năng đón nhận đó. Những hạnh phúc rất là bình dị trong cuộc sống mà mình không thấy. Mình đợi nó mất rồi mình mới thấy đó là hạnh phúc. Thông thường là vậy. Các vị để ý cả khi nào các vị lâm vào cái tình trạng khó khăn vô cùng, các vị mới nhớ ngày hôm qua mình đang ở trong tình trạng rất là bình yên. Có câu chuyện nó nói được điều này hay lắm. Nhà vua dẫn một đoàn tùy tùng đang đi trên cái vùng biển, và sóng to gió lớn diễn ra. Trên thuyền người ta đều băn khoăn lo sợ là sóng sẽ nhận chìm, cho nên người lái thuyền thì họ rất là tập trung. Và tất cả mọi người tinh thần đều tập trung sẵn sàng để đối phó với những lượng sóng dữ nó nhận chìm. Nhưng mà có một anh chàng cận vệ nhà vua sợ quá. Ảnh la, ảnh khóc, ảnh kêu, ảnh réo, ảnh làm rất là ầm ĩ. Nhà vua nói làm thế nào để bịt miệng cái tên kia lại. Có một tên, nó là lính hầu bình thường thôi, nó nếu bệ hạ trao hết cái quyền cho con thì con mới làm được cái điều này. Ông nói ta cho phép ngươi làm thế nào để tên kia nó câm cái mồm nó lại. Cái anh chàng đã sai lính lại bắt cái tên nó dục dưới biển.
Dĩ nhiên là họ ném xuống biển, nhưng mà không có đổi là giết tên đó. Và sau đó thì họ quăng dây, họ kéo hắn lên. Lúc bây giờ hắn chết khiếp à, hắn không dám la lối, hắn nằm yên. Tại sao như thế? Thưa, hắn đã tiếp cận được với cái chết lúc hắn rớt xuống biển. Lúc đó người ta không quăng dây, người ta kéo thì đi đời trên mạng của mình rồi. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái chỉ điểm để mình nhớ thế này: bao giờ cái tình trạng nó khốn đốn cực cùng đến với ta, cái bất an nó đến với ta, cái bất hạnh đến với ta nhiều hơn đời sống bình thường, ta mới thấy là những ngày tháng của đời sống bình thường cực kỳ hạnh phúc. Ngay bây giờ mình không thấy hạnh phúc gì cả, hình hài mình khỏe mạnh, mắt tai mũi lưỡi còn tinh anh, mình không thấy gì hạnh phúc hết. Cái lo lắng nó đè rất nặng trong tâm thức mình. Mình cứ nghĩ tại sao tháng này đâu có tiêu gì đâu mà tự nhiên mất toi hết tiền của một tháng lương. Rất là khó chịu, rất là băn khoăn. Rồi những cái lo lắng khác, tôi đơn cử một chút về chuyện như vậy thôi, thì các vị thấy là trong đời sống của chúng ta, ta thường để cho cái lo, cái giận, cái buồn, cái bất an nó trấn ngự. Ta không cảm nghiệm được cái đời sống của mình đang là hạnh phúc dễ đầy. Thở vào thở ra không bị ngạt mũi là hạnh phúc rồi. Mình còn bạn bè xung quanh thương yêu mình hạnh phúc rồi. Bố mình còn, mẹ mình còn là một món quà tặng lớn rồi. Nhưng mà mình đâu có cảm được điều đó. Mình để cho cái buồn, cái vui, cái giận, cái tức tối nó trấn ngự. Có những người thù hận người thân của mình rất là nặng nề, Làm cho lòng mình trùng xuống, làm cho mình đau đớn cả một kiếp người, rất là tội nghiệp. Đợi đến lúc người thân mình mất, nhưng mình giận bố mình, giận mẹ mình, rồi tới chuyện ông bà mất rồi, chuyện đó mình mới thấy ồ, hóa ra là mình đã phung phí cái nguồn hạnh phúc lớn lao vô cùng, đó là bố mẹ mình. Mình không biết đón nhận cái tình thương của họ, để bây giờ trở thành người cô đơn trong cuộc đời, chuyện đó thì muộn rồi. Cho nên có những hạnh phúc rất là bình dị trong đời sống của chúng ta. Chúng ta chỉ cần nhìn một vòng xung quanh là thấy mình dư dả, thấy mình đủ đầy, thấy mình giàu có. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái yếu tố làm nên chuyện ngược xuôi trong sinh tử của chúng ta, đó là ta thích than thở việc đã qua, ước mơ việc sẽ đến, hay là mong mỏi việc sẽ đến. Tâm thức của mình nó thường dạo ngang qua hai cái bờ này, nó không chịu dừng lại ngay giữa. Cái việc đã đi qua, mình không có kéo lại để sửa gì được cả, nó đã đi qua mất rồi. Thế mà có những việc nó đi qua rồi mình không chịu để nó đi qua, mình mời nó về để thở than, để trách móc, để giận, để hờn. Đời sống gia đình của các vị, mà người thân của các vị có vụng về gây những cái lỗi lầm gì đó, cái điều đó nó trở thành cái hồ sơ quý giá các vị lưu vào cái vùng tâm thức rất là sâu, để dành để trị tội người kia. Lâu lâu cần thiết là cứ đem ra nhét nhau bằng cái hồ sơ lưu rất là kỹ của quá khứ. Và mỗi một lần mình để cho cái điều kiện buồn phiền giận tức nó tràn lên tâm thức mình, là mình tạo cái cơ hội gì? Tạo cơ hội nó đậm thêm, nó lớn hơn. Ví dụ như người ta viết một lần trên trang giấy một dòng chữ nó nhạt nhòa, thế nhưng mà đồ đi đồ lại nhiều lần thì chắc chắn nó đậm hơn rồi. Và mình viết vào tâm thức của mình cái hồ sơ lưu về cái hờn, cái giận, cái tức tối bất an, thì cái tàn phá đầu tiên nó tàn phá chính mình, chứ nó không phải tàn phá người kia. Thế mà mình có gan làm điều này rất là nhiều lần trong đời người. Than thở việc đã qua. Cái điều này mỗi con người đều vướng, người trí cũng như người bình dân đều
đều có một cái tâm thức chung, đó là lưu trữ hồ sơ này để tự tàn phá cuộc sống mình. Cái thứ hai là luôn mơ ước những cái điều vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Nói như thế không có nghĩa là đời sống của chúng ta không có những niềm ước mơ. Tuy nhiên mình có thể làm được một điều hay hơn chữ ước mơ đó, tức là mình sắp xếp chương trình ngày mai, ngày mốt, ngày kia xong rồi mình biết dừng lại, để cho lòng mình nó thanh thản, biết đem tâm về an trú ngay nơi những cái hạnh phúc rất là bình dị trong cuộc sống này, ngay nơi hiện tại đây. Và khi tâm mình đã dừng được ngay nơi những cái điều gần gũi, giản dị, đời thường, thì mình làm cho mọi việc sáng bừng lên. Nhìn một bông hoa bằng một tâm thức không có cái chuyện buồn phiền hôm qua, cũng không có những cái khát vọng tham đắm gì vào chuyện ngày mai, biết an trú ngay nơi cái phút giây hiện tiền tỉnh tại, thì uống một miếng nước, thưởng thức một cốc cà phê, nhìn ngắm cái sân nhà, rửa tay trong cái bếp, ăn một bữa ăn bình dị thôi, vẫn thấy ngon hơn bình thường. Mình thưởng lãm được đời sống. Thế mà ta không làm được điều giản dị đó. Cái đó có khó khăn gì đâu. Rõ ràng là nó đang có trong điều kiện sống của ta. Các vị thử hình dung là có những nơi quê hương ngập tràn chiến tranh hoạn họa, mạng sống của người ta không biết là chết lúc nào. Và ngay nơi cái vùng đất này, con em của người Mỹ đi qua bên vùng Iraq, Iran chiến đấu bên đó, họ đối diện với cái chết. Họ là người sinh trưởng trên đất nước này đấy chứ, nơi cái vùng đất tự do đấy chứ. Thế mà họ đem cái hình hài đẹp đẽ của họ qua bên kia, không biết bỏ xương bỏ xác bên đó vào lúc nào, giờ nào. Mình đang trong cái điều kiện rất là yên bình, thảnh thơi, xã hội an lành vô cùng, mọi cái nó đều tốt lành đối với đời sống của ta. Thế mà ta không cảm thấy cái gì hạnh phúc cả. Mình mơ ước cái gì đâu xa lắm. Và khi tâm thức của chúng ta còn lui về quá khứ để mời mọc những cái hồ sơ lưu về buồn, về phiền, về giận, về tức mời về để hành hạ mình, rồi để cho ý thức mình nó chạy tới tương lai để nó toan tính trăm điều ngàn việc, thì cái dòng sông sinh tử này ta vẫn còn mãi ngược xuôi trong đó, chưa có cách gì vượt thoát được hết. Đó là ý thứ nhất của câu kinh Pháp Cú mà chúng ta chia sẻ ở đây. Điều thứ hai mình đi vào, mình đi vào cái câu kinh này: không bờ này bờ kia. Trong Tương Ưng Bộ Kinh có một đoạn kinh rất là hay. Có một hôm đêm gần sáng này, có mấy vị thiên, tức là mấy vị trời, đến tham vấn Đức Thế Tôn. Và cái điều đặc biệt là khi có vị trời nào đến tham vấn Đức Thế Tôn thì cả một rừng Kỳ Đà sáng rực lên bằng cái hào quang của vị trời. Và thường thì chư thiên đến thăm Đức Thế Tôn và tham vấn Ngài vào buổi sáng, lúc mà mặt trời tưng hửng sáng, lúc đó các vị trời mới xuống thăm và học đạo với Đức Phật. Và vị trời kia hỏi chứ: bạch Ngài, làm thế nào vượt khỏi bọc lưu? Làm sao vượt khỏi bọc lưu? Chữ này nó mang cái tính hán tự rất là nhiều. Cái dòng suối nó chảy từ trên xuống nha, nó chảy cuồn cuộn, chảy rất là mạnh. Ở xa mình nhìn thấy như một tấm vải trắng nó treo từ trên đỉnh núi xuống, nhưng mà lại gần mới thấy đó là dòng suối. Đó là cái ý thứ nhất của bọc lưu là như vậy. Ý thứ hai nó có nghĩa là sông treo á, tức là nước bên trong sông thì rất là cao, cái nhánh sông rất cao, cái dòng Trường Giang bên ngoài thì cái mực nước rất là thấp. Cho nên chỗ cửa sông này nè, từ ở trên nó đổ xuống vậy, không có con thuyền nào có thể vượt đi lên được hết. Cái sức chảy của dòng sông nó rất là mạnh như vậy. Và cái dòng sông sinh tử nó cũng mạnh như vậy đó. Nó cuồn cuộn, nó cuốn, không có con thuyền nào có thể vượt ngang và vượt lên được hết. Ý của vị trời này hỏi là làm thế nào Đức Thế Tôn có thể vượt ngang được cái dòng chảy xiết rất là mạnh như thế. Ba cõi sáu đường chúng sinh mênh mang bị cái dòng chảy cuồn cuộn nó nhận chìm. Chưa có một sinh linh nào có thể vượt thoát được dòng sông sinh tử này hết. Ấy vậy mà Đức Thế Tôn vượt thoát được, làm thế nào mà vượt thoát? Ý của câu đó là như thế. Đức Thế Tôn trả lời là: này hiền giả,
ta không đứng lại, ta không bước tới, cho nên ta vượt được bọc lưu. Tức là ta không có đứng mà ta cũng không đi, ngay nơi đó ta vượt bọc lưu. Thì câu này mình hiểu sao? Bọc lưu chắc hẳn là mấy ông trời kia ông thông minh hơn mình nhiều. Ông nói giờ bạch Thế Tôn, ngài nói con cũng không hiểu. Thế thì mình cũng không hiểu được. Xin ngài từ bi ngài giải thích giùm con. Đức Thế Tôn nói này hiền giả, nếu ta mà bước tới thì ta bị dòng chảy nó đẩy ta trôi dạt, mà nếu ta dừng lại thì ta bị dòng chảy nó nhận chìm. Ta không bước tới mà ta không đứng lại, ngay lúc đó ta vượt được bọc lưu, ta vượt được cái dòng chảy tử sinh. Có gì hiểu không? Hơi khó ha. Bây giờ mình đi vào từ cái phần cạn, cái phần sau. Mình hãy để dành cái đó như là một câu đố đi, được không? Đứng lại thì chìm xuống, mà đi thì bị dòng chảy nó đẩy trôi dạt. Không đứng lại, không bước tới, ngay lúc đó anh vượt khỏi bọc lưu. Đó là câu trả lời của Đức Thế Tôn, rất là thiền. Đó là trong kinh văn của Phật giáo Nguyên Thủy à, nhưng mà rất là hay. Không biết, thôi để quý vị tự giải quyết đi. Học mấy năm rồi chứ có phải mới học đâu, phải giỏi chứ. Ở đây mình khai thác hai điều thôi. Không bờ này bờ kia, tức là hai bờ của sáu nội giới và sáu ngoại giới, tức là sáu căn, sáu trần và sáu thức đó. Căn trần đi. Nếu mà mình chỉ nói căn và trần không thì nó không có đủ. Tại sao? Mắt này nó tiếp xúc với sắc. Nếu nó đơn thuần nó là yếu tố vật lý thì nó làm sao sinh ra cái tham đắm ghét thương? Nó phải có thức bên trong, tức là cái sự nhận biết từ bên trong, để nó phát sinh ra sự tham đắm ghét thương vui buồn sầu khổ. Và không bờ bên này không bờ bên kia nghĩa là anh làm thế nào khi mắt anh tiếp xúc với sắc màu, anh đừng để cho sắc màu nó lôi cuốn anh ra ngoài. Nếu lôi cuốn ra ngoài thì anh bị nó trâu dạt. Và anh tiếp xúc với sắc màu, anh moi móc những cái hồ sơ lưu trữ từ bên trong của nhãn thức, anh dừng lại để mời mọc cái tư duy của anh, tức là anh đứng lại ngay đó là anh bị nó nhận chìm. Mình giải thích bằng cách đó để cho các vị có thể đi vào cái câu dạy của Đức Thế Tôn. Bước tới như là gì? Để cho nhãn thức mình đó đi vào sắc màu, nó sinh cảm thọ, sinh sự nghĩ suy, thì mình bị nó trôi dạt. Nó trôi dạt nghĩa là gì? Từ cái tiếp xúc với bông hoa nó dẫn mình đi ngút ngàn cõi xa xăm, chứ không phải nó dừng ở bông hoa này. Ví dụ như tôi đi, tôi cho một cái ví dụ thì các vị thấy nó dẫn mình đi trôi dạt rất là xa. Tôi nhìn cái cây sibium này, cái tôi nhớ, trước khi mình rời Việt Nam mình đã từng mua 1000 chậu như thế này trồng để bán này. Đó là điều thứ nhất, cái ý tưởng ban đầu nó dẫn mình trâu dạt về Việt Nam. Cái ý tưởng thứ hai, nó nói hồi năm rồi trước Tết mình cũng đã từng đến trước chợ Phước Lộc Thọ, mình gặp người ta bán lan cũng đẹp như thế này. Nó đã trở lại Mỹ, có phải vậy không? Nó đâu đã dừng lại đó. Rồi nó lại đi vòng quanh, nó nhớ là tuy là lan này có thể đẹp nhưng mà không có hương. Năm xưa ở bên Pháp á, mình đã từng thấy vào những ngày hè có những đóa hồng nhung cực kỳ đẹp, nó nở ra và nó rất là thơm. Cái là từ bên Việt Nam nó về bên Mỹ, về Mỹ cái nó qua bên Pháp. Và thưa các vị, nếu có điều kiện, tôi đã từng du hành lên trên Nguyệt Cầu, tôi thấy trên đó có một cây lan nào đó. Thế thì nó làm một cái rất là nhanh, chớp mắt là nó lên tới Nguyệt Cầu, lên tới mặt trăng rồi. Rõ ràng là khi ta để cho mắt mình tiếp xúc với bông hoa và để cho thức mình đã khởi tiếng nói thì thầm phân biệt, dính với nó thì bị trâu dạt. Và mình nhìn mình không thèm bận tâm gì với cái màu sắc có mặt, mình chỉ mời gọi bên trong tâm thức mình nó có mặt cái vui cái buồn, tức khắc cái bị nó nhận chìm. Và hồ sơ mình lưu trữ về bông hoa cây cỏ, nó chỉ là cái duyên gọi lại để cho tâm thức mình nó mời tất cả những hạt giống vui buồn của mình từ bên trong nó gửi lên. Lúc bây giờ nó không cần nhìn nữa,
vậy bên trong này hồ sơ tàn trữ về cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái bất an, nó được cơ hội tràn lên. Cho nên ta dừng lại ngay nơi cái nhãn thức thì ta bị nó nhận chìm từ bên trong, trâu giặt từ bên ngoài. Và hai bờ căng trần thức dày, thưa các vị, nó luôn đan lại với nhau, nó luôn kéo mình. Một là mình trôi dạt, hai là mình bị nhận chìm. Có phải như vậy không? Và cái nhân mình gieo ngay nơi đây là mình luôn bị trôi dạt, luôn bị nhận chìm, luôn bị dắt dẫn, luôn đi vòng quanh, chạy tới, chạy lui, chạy xuôi, chạy ngược. Thì cái gì sẽ phát sinh trong tương lai? Nhân anh gieo bây giờ, anh đầu tư vào nó bây giờ là cái nhân của sinh diệt, của nổi trôi. Thế thì chắc chắn là rồi hình hài tứ đại này, thần thức anh cũng theo với cái sinh diệt vô thường nổi trôi như thế mà thôi. Không có làm cách nào vượt thoát được cái con đường sinh tử luân hồi cả. Mức độ cạn, mình đồng hóa mình vào của cải vật chất thì mình bị cái thành bại được thua của cải vật chất nó dìm cuộc đời mình. Rồi mình đồng hóa mình vào hình hài này thì hình hài này nó đẹp, nó xấu, nó mập, nó ốm, nó bệnh, nó đau, nó cũng nhận chìm mình trong niềm vui nỗi buồn. Rồi mình đồng hóa mình vào vui buồn bên trong, thưa, nó mịn hơn, đồng hóa với hình hài này, nhưng mà nó cũng có khả năng nhận chìm các vị. Các vị vui, các vị thấy mình là vui, buồn, cái tự nhiên đồng hóa mình vào nỗi buồn. Vui và buồn nó luôn sinh diệt trên cái vùng trời tâm của ta. Và mình thấy mình là nó thì sao? Cái hạt nhân gieo vào, đồng hóa vào là cái hạt nhân của sinh và diệt, cho nên sinh diệt nó sẽ nhận chìm. Thế thôi, chỉ có một người, chỉ có người ngộ được đạo, nhận ra được cái không sinh không diệt nơi chính tự tâm, và luyện cuộc đời mình vô cái vùng trời đó, tối ngày sống an bình trong vùng trời đó thì mới vượt thoát được con đường tử sinh. Ngay nơi đây, vượt thoát tử sinh có nghĩa là gì? Đừng có chạy ra ngoài để vướng với sắc màu trôi dạt. Đừng có quay vào bên trong, dừng lại nơi tâm thức lục lọi kho tàng ký ức để làm cho sóng thức cuồn cuộn nổi lên để bị nhận chìm. An trú ngay nơi sự nhận biết thì ngay lúc đó anh vượt được bờ bên này và vượt được bờ bên kia. Đó là mình nói đến hai bờ căn tầng thức. Đúng ra thì phải gọi là sáu trần và sáu thức, phải không? Thì nó mới đúng. Cái điều thứ hai nó nhận mình chìm đắm nữa là cảm thọ và nghĩ suy, hai nẻo cảm thọ. 8:20, 8:30 là rồi hả? 9:00. Sao lâu quá vậy? Nãy giờ mình nhớ mình làm ăn hết vốn rồi. Sao còn cứ dừng ở đó hoài vậy? Thưa đại chúng, là cái tinh tế hơn sáu trần và sáu thức đó là cảm thọ và nghĩ suy. Hai cái trạng thái tâm hành này nó nhận chìm mình tinh tế hơn. Và hai cái trạng thái tâm lý này nó luôn có mặt 24/24 trong tâm thức của các vị. Dường như tâm ta không có lúc nào không có sinh khởi cảm thọ cả. Ba loại cảm thọ nó luôn thay đổi trấn ngự tâm thức ta: cảm thọ vui, cảm thọ buồn và cảm thọ xả. Tức là cảm thọ trung tính, không vui, không buồn, nó luôn có mặt. Ba cái loại cảm thọ này khi nó có mặt thì các vị đồng hóa các vị vào, chứ các vị chưa hề có khả năng chối bỏ nó, chưa hề có khả năng nhìn được nó. Bao giờ cũng thế, nó có mặt là lập tức mình đồng hóa mình vào nó ngay. Có cái vui là mình thấy mình vui, có cái buồn mình thấy mình buồn, có cái giận mình thấy mình giận. Rồi có một cái trạng thái không vui, không buồn, không giận là cái trạng thái gì? Trạng thái hiu hiu, cô đơn á. Mình cũng thấy mình cô đơn nữa. Và mình chưa làm được một việc thông minh, đó là mời cái sự nhận biết về để nhận ra cái nỗi niềm cô đơn đang có mặt trong tâm thức mình. Có cái trạng thái cô đơn nó khởi lên, cái là mình phải tìm cách lấp liếm nó ngay à. Mở nhạc nè, mở phim nè. Và cái xã hội này nó tạo cho mình vô vàn cái điều kiện để mình lấp trống cái khoảng cô đơn đó.
Một bộ phim võ hiệp bây giờ nó có khi nó 20-30 cái đĩa, tha hồ mà coi cả ngày không hết. Rồi chương trình đài truyền hình truyền thanh, các vị có thể mở ra mấy chục cái đài liên tục, không cần coi, cứ bấm và nó hết đài này tới đài kia, nó đi ngang qua vậy đó, bấm tới rồi bấm lui năm mấy chục cái đài, tha hồ mà cứ kiểm soát nó thôi. Rõ ràng là có những lúc mình không biết mình làm gì, tại vì cái trạng thái cô đơn của xả thọ nó đến với mình, rồi mình đi quanh quanh, mình mở tủ lạnh không biết lấy cái gì, rồi đóng lại, rồi mở cái máy rửa chén ra cũng không biết phải lấy cái gì, rồi đi lên trên lầu, đi xuống dưới, rồi đi ra ngoài sân cũng không biết mình làm cái gì. Rõ ràng là có những cái lúc mà cái trạng thái xả thọ nó hiện diện trong tâm thức mình và mình cảm thấy chịu không nổi, đó là cảm thọ nó sinh khởi, nó đủ nhận chìm mình rồi đó. Mình chưa bao giờ đủ thông minh để nhận ra một điều là cảm thọ đến rồi đi, cái không đến không đi, và nó bất sinh bất diệt, nó luôn có mặt kề cận bên cảm thọ, là cái nhận biết của mình về những cảm thọ đến đi. Mình chưa bao giờ an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng để nhận biết từng cảm thọ đến đi. Mình làm mỗi việc giản dị dễ thương, đó là mình chỉ cần an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết, đó là mình đang an trú trong cái vùng trời niết bàn của tự tâm, ngay trong cái tâm Phật chói sáng của mình. Và ngay nơi đây là mình không bước tới mà không đứng yên, như lời Đức Thế Tôn dạy cái vị thiên kia đó, tức là ngay nơi đó anh vượt thoát bọc lưu đó, vượt thoát cái dòng chảy cuồn cuộn nó lôi bao nhiêu sinh linh chìm trong biển tử sinh, chỉ cần làm chừng đó việc thôi. Ấy vậy mà mình không có khả năng làm, rất là tội nghiệp cho một kiếp kiếp người. Thứ hai là cái nẻo nghĩ suy này nó cũng rất là, cái mãnh lực nó rất là lớn. Chưa có một con người nào vượt thoát cái sự suy nghĩ thầm thì trong tâm thức cả. Nhìn là có tiếng nói thì thầm, nghe là có tiếng nói thì thầm, một mùi hương tình cờ bay ngang qua mũi là tức khắc cái tiếng nói thì thầm nó sinh khởi. Nó là nền tảng để phát sinh cảm thọ vui buồn, nó là nền tảng phát sinh buồn giận ghét thương, rồi nó là nền tảng để sinh khởi cái nghiệp thức bời bời dẫn dắt ta vào trong cõi tử sinh. Và cái điều kỳ lạ của con người là cứ mỗi một lời nói thầm thì trong đây khởi lên là ta lập tức đồng hóa ta vào lời nói. Ta thấy ta là lời nói chứ không phải lời nói của ta. Mình thông minh hơn một chút thôi là mình có thể lùi lại xa một chút, nhận diện lời nói là của ta, đứa con của ta sinh, hay nói một cách thi ca hơn, nó là những dòng chữ đang diễn bài trước mắt mình là người nhìn nó. Ví dụ như người ta chiếu phim á, thì những thước phim nó phải đi trước cái bóng đèn, đèn phía sau nó chiếu, phải vậy không? Thì dòng chữ của ý nghĩ ta, nó là những thước phim đang đi vậy nè. Ta là bóng đèn ở phía sau nhìn thấy. Và nếu có dòng chữ đi ngang, mình vụng về thì mình thấy mình là dòng chữ, mình thông minh thì mình lui lại thì mình là bóng đèn. Bóng đèn thì luôn bất động, đứng yên, tỏa sáng, mà chữ thì thay đổi, hoặc những thước phim thì thay đổi, có lúc trắng, lúc mờ, lúc thì cây cối núi rừng, lúc thì cọp dữ, lúc thì voi, lúc thì người, lúc thì ma, có phải vậy không? Dòng chữ suy nghĩ này nó dậy lên hàng ngàn cái trạng thái khác nhau. Cái thô nhất bên ngoài là nó sinh khởi vui buồn, và cái căn bản của vui buồn là những dòng chữ. Những dòng chữ này nó luôn sinh diệt và nó biến hình vô tận. Mà cái ngọn đèn bên trong thì thưa ánh sáng nó vẫn như thế. Từ ngàn vạn thở còn trong luân hồi, ánh sáng của ngọn đèn này cũng như vậy, hôm nay cũng như vậy, mà mình chìm trong cõi tử sinh thì ngọn đèn này cũng như thế. Cho nên nó được gọi là vô sinh, được gọi là bất động, được gọi là tâm Phật bản nhiên. Và cái khoảng cách giữa cái dòng chữ và ánh đèn nó bao xa? Đâu có xa xát gì đâu. Quên thì anh thấy anh là dòng chữ, anh chợt nhớ thì anh là bóng đèn, thế thôi. Nó ở ngay nơi đây và nó có mặt ngay hiện giờ. Và chỉ cần mình làm một việc thông minh lui lại thì mình vượt thoát được bờ bên này và bờ bên kia, không tốn chút công phu nào cả. Đó là điều thứ nhất mình giải thích để các vị thấy câu đầu của cái câu Pháp Cú 385. Câu thứ hai, cả hai bờ không có.
cả hai bờ không có là gì? Thứ nhất là nó không hề độc lập để tồn tại, nó không có tồn tại riêng được. Nó có cái kia là nó có cái này, nó có sắc màu là do gì có con mắt này, và do gì có con mắt này cho nên nhận diện được sắc màu. Hai cái này nó không có rời nhau. Mình lấy cái kia thì cái này không có mặt. Ví dụ như có những người khiếm thị, bẩm sinh là sinh ra họ bị khuyết tật không có nhìn thấy. Các vị hỏi họ coi màu sắc ra sao, họ không hề biết. Họ không thể hình dung được màu đỏ ra sao, màu vàng ra sao, chiếc lá cây ra sao cả. Sắc màu đối với họ, họ không bao giờ nhận biết được. Thế thì rõ ràng là sắc màu nó chỉ hiện diện và có mặt khi có nhãn căn của mình tiếp xúc, định danh. Kể cả những người lúc bé thơ mắt của họ sáng, nhưng mà trong nửa đời người họ vì một lý do gì đó họ khiếm thị. 5 năm, 3 năm sau hỏi họ có thể hình dung được sắc màu không, họ sẽ lắc đầu, họ nói là họ không nhớ gì về màu sắc cũ cả. Thế thì con mắt này nó mở ra, nó tiếp xúc với sắc màu, cho nên nó mới làm được một việc thứ hai, đó là lưu cái ấn tượng, cái ký ức của nó về màu sắc cất ở trong tâm thức. Không hề có cái gì tồn tại độc lập được. Cho nên từ cái ví dụ của con mắt, ta đi đến cái ví dụ của cái tai, cái mũi cũng như thế. Mọi cái đều đối với nhau, đều nhờ cái sự đối lập để tồn tại. Mình lấy bớt cái này thì cái kia không còn. Đó là cái ý thứ nhất. Cả hai bờ không có là như thế, nó phải nương với nhau để nó tồn tại. Rồi trong cái chiều sâu hơn của lĩnh vực tư duy mà nói, thì thưa, cái thiện cái ác nó cũng đi theo con đường này. Nếu không có cái ác thì cái thiện không có nổi bật. Và nếu không có cái, nếu không có cái thiện thì cái ác nó cũng không có thể nương vào đâu để tồn tại cả. Nó không hề tồn tại riêng. Cho nên ta gọi nó là cả hai bờ đều không có. Nếu mình lấy cái này thì cái kia cũng không tồn tại. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là mọi cái đều tạo thành bằng nghiệp lực. Cả hai đều hình thành bằng nghiệp lực, bằng nghiệp thức. Cái nghiệp của mình là cái nghiệp sinh ra trong nhân gian để thành một con người. Cho nên mình thấy nước là cái điều kiện để mình uống, mình tắm nè, mình tưới cây nè. Nếu cái nghiệp của mình là chư thiên á, thì mình thấy nước không phải là nước, mà mình thấy nước là pha lê lóng lánh. Nếu cái nghiệp của mình là loài cá thì mình đâu thấy nước giống như loài người thấy, mà mình thấy đây là sinh mạng của mình nè, đây là đất của mình đi nè, đây là hơi thở của mình thở nè. Loài cá nó đâu có hình dung được nước là cái gì như con người. Cho nên mọi thứ trên cuộc đời này nó hình thành bằng nghiệp lực của ta cả. Ở mức độ cạn là thế này: với một người nào đó mình thấy mình ghét vô cùng, nhưng mà có phải con người đó đáng ghét đâu. Họ mà đáng ghét thì trên hành tinh này họ sống trơ trọi, ai cũng thù hằn họ nhé. Thế nhưng mà không phải vậy, họ vẫn có gia đình đó, họ có con đó, con họ thương quý họ, chứ đâu có thương quý gì mình. Mình đối với con họ là người dân, nhưng mà con họ đối với cái con người mình ghét, đó là thiên thần ở trong gia đình của họ đó chứ. Rõ ràng là tùy cái nghiệp thức của ta mà ta nhận diện về con người ghét thương. Tùy nghiệp thức của ta, ta nhận diện về hoàn cảnh môi trường nó có khác nhau. Đó là thứ nhất, ở cái mặt cạn của nghiệp thức nó hình thành mọi thứ trong nhân gian. Thứ hai, một cái ví dụ này để mình thấy tùy nghiệp thức. Thọ mạng của con người mình nó có cái quãng thời gian 100 năm là dài nhất của một đời người, hoặc ngắn hơn. Thì mình thấy cái chu kỳ đời sống của mình là tới 20 tuổi là tuổi thanh niên, 20 tuổi tới 40 tuổi là tuổi thanh niên,
40 tới 60 là tuổi ông già. Chắc chưa phải đâu ha, có 5 tới 60 là tuổi già đi ha. Mình thấy là cái đời sống của mình nó kéo dài như thế, tương đối là tạm được, không đến nỗi là tuổi thân lắm mà cũng không đến nỗi đáng tự hào. So với những loài cây cỏ thảo mộc, có những cái cây nó sống tới 2000 năm. So với những loài động vật, có những loài động vật nó dài tuổi thọ hơn mình. Tuy nhiên tạm hài lòng đời sống con người như thế thôi, an ủi tự thân được đi. Nhìn lại thế giới của phù du, của loài ve sầu, thấy nó sống có 3 tháng vào mùa hè thôi. Sinh ra trong cuộc đời mất 18 năm hay là mười mấy năm đó, làm ấu trùng ở dưới đất á. Rồi một sáng nào đó có mưa, đất ướt, ảnh mới xé đất, ảnh leo lên trên cây, ảnh bấu cái chân ảnh vô cây, ảnh nứt cái lưng ảnh ra, ảnh lột xác thành con ve. Hát ca 3 tháng rong rêu chơi như thế, để rồi không thấy được mùa đông. Và rõ ràng ve sầu nó chỉ sống mùa hè thôi. Tội nghiệp làm sao 18 năm chôn vùi dưới đất không thấy ánh mặt trời, rồi lên được nhìn thấy mặt trời có 3 tháng thôi, rồi biến mất trên hành tinh này, không biết chìm hình hài về đâu. Rất là tội nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp của mình, con người mình nhìn cái nghiệp của nó mình thấy như thế. Nhưng mà nếu mình mà có ông tiên nào đó cho mình làm con ve sầu, mình thấy đời sống mình dài 100 năm như con người. Cái chu kỳ 3 tháng 90 ngày ấy nó phân ra cũng nhiều giai đoạn giống như con người vậy. Cái chú ve kia là thanh niên, nó ngắn thôi, chừng nửa ngày thôi là thanh niên rồi. Các vị mà có dịp chiêm ngưỡng nó lột sáng thì các vị thấy nó rất là nhanh. Nó mới nứt cái vỏ ra, nó rất là mềm. Thế mà gió chừng một chút xíu, chừng nửa giờ đồng hồ là cánh nó đen rồi. Nó chấp chới cánh nó bay, và khi nó bay vút lên cây là nó có thể kêu được cái tiếng ve sầu râm ran vào mùa hè rồi. Cái chu kỳ thanh niên của nó rất là nhanh, và cái thời trưởng thành của nó rất là dài. Có khi nó nhìn con người nó thấy tội nghiệp, con người phải mất tới mười mấy năm mới trưởng thành, mới có thể ra đường nói những lời dễ thương chọc gái được, trong khi nó không cần. Nửa giờ đồng hồ thôi là nó có thể hát cái khúc hát để gợi tình rồi. Rõ ràng là nó có thể từ cái nghiệp con ve sầu nó nhìn thân phận con người nó tội nghiệp hết chứ. Cho nên thưa các vị là mọi việc nó hình thành bằng nghiệp thức. Hai bờ này vui, này buồn, này khổ, bất an, vân vân đều hình thành bằng nghiệp thức cả. Cho nên ta gọi cả hai bờ đều không có. Nó tùy theo nghiệp thức mà nó hiện hình, chứ nó không hề có thực. Đó là điều thứ hai. Mình giải thích như vậy có đủ các vị dễ hiểu về cái bản chất của nghiệp không? Mình giải thích sâu hơn một chút để các vị thấy bản chất của nghiệp nó vốn là không nữa. Tại sao nó vốn là không? Ví dụ như trong quá khứ mình chưa tu á, mình rất là thô lỗ, mình vung tay, mình đánh người thân mình một tát tay rất là xứng đáng. Dĩ nhiên là không hề có cái gì vung ra trong cuộc đời này mà không có đón nhận cái quả cả. Thì cái quả của mình sẽ đón nhận lại, đó là mình bị chì chiết mỗi tối. Người ta cứ thấy mặt là người ta nói đồ vũ phu, phải vậy không? Đâu có tránh đường nào được cái câu nói đó. Người ta sỉ vô mặt mình, ta nói mình chưa tu thì mình giận tiếng ra, mình cứ lỡ dại đánh có một tát tay thôi, mà cái chuyện đó nó hằng sâu tâm thức người ta, đến đổi là mua kẹo dỗ mấy cũng không có được, làm cách gì cũng không có lấy ra được cái ấn tượng vũ phu về chính mình. Thế nhưng mà mình có tu thì nó khác á. Cái chuyện của người ta trả cái quả do cái sự sai lầm của mình thì họ có quyền nói, phải không? Nhưng mà cái lửa giận của mình nó có lên hay không là chuyện của mình nữa chứ. Ví dụ như mình đã tu hành một chút xíu thì mình biết đây là cái vụng về nóng nảy của mình gây nên, cho nên bây giờ mình rất vui lòng đón nhận. Cả mức độ cạn nhất mình giác ngộ chút xíu thôi thì rõ ràng là mình làm cho cái lửa giận trong tâm thức mình nó dịu xuống. Giỏi hơn nữa thì sao? Thưa các vị, mình có thể nhìn lại lòng mình để biết một điều là người ta nói là chuyện của người ta, nhưng mà mình làm cho lửa giận nó bừng bừng, nó đốt cháy là tự mình giết mình trước rồi. Tội nghiệp cho mình chứ đâu phải tội nghiệp người kia. Và người kia dù cho họ
có dư hơi, có sức khỏe nhiều lắm thì họ không có gan mà cứ mỗi ngày gặp mình đều sỉ vả cái câu nói đó. Có lúc họ quên chứ, rồi dần dần ngày tháng nó nhạt nhòa, cái chuyện đó nó dần dần nó phôi pha. Rõ ràng là ta có tu, ta có một chút chịu đựng, ta chấp nhận cái nghiệp quả mình đã từng gieo, thế thì mình cũng đi ngang qua nghiệp. Cho nên nghiệp nó có với người này, nhưng mà có thể nó không có với người kia, là như thế. Và mình nhân cái điều đó nó lên lớn hơn nữa, thưa các vị. Có những cái điều thay vì mình trả quả rất là nặng. Trả quả rất nặng là gì? Lòng mình buồn nè, lòng mình bất an nè. Thế nhưng mình tu rồi thì mình, cái buồn, cái bất an nó không đến với mình. Cũng sự việc đó xảy ra, cũng khó khăn ấy đổ đến cuộc đời mình, nhưng mà buồn hay bất an còn là một chuyện khác, chứ không phải là mọi việc nó đến người ta đều buồn và bất an. Giản dị một điều là khi lòng mình vui thì những cái buồn nó không xâm nhập dễ. Lòng mình đã đủ giận, đủ buồn, lửa trong này nó đã cháy thì ta khều nhẹ, cái là nó nổ như bom nổ rồi. Cho nên thưa các vị, tự thân của nghiệp nó vốn là không là như thế. Đó là mức thứ hai. Mức thứ ba, thưa các vị, khi người tỉnh giấc thì mộng không còn. Mình là những người đang mê ngủ á, đang chìm trong cái mờ mịt của sinh tử. Và mình thấy đây là người thân mình nè, đây là con mình nè. Mình thấy thân này là mình nè. Nhưng mà chỉ cần mình tỉnh giấc thôi. Tỉnh giấc là sao? Mình mở được con mắt đạo. Tức là mình thấy nhà này của ta chứ không phải nhà là ta. Thân này là của ta, vui buồn là của ta. Suy nghĩ là cái của ta chứ không phải ta, mà ta là cái sự nhận biết bên trong. Mình lặn vào cái chiều sâu, mình ngộ ra được tâm Phật chiếu sáng của mình. Tức là cái tự thể niết bàn của mình nó vốn không sinh bất diệt, nó có mặt trong cái hình hài ngũ uẩn này. Nó gá vào hình hài này để nó dạo chơi trên cõi nhân gian, rồi nó trả hình hài này về cho cát bụi, rồi nó lại rong chơi tiếp. Mình quan niệm nhẹ nhàng như thế thôi. Thế thì thưa các vị, mình đã tỉnh được giấc mộng. Thế thì những cái vui buồn sầu khổ bất an của nhân gian này nó không có bén được con chân mình rồi. Tỉnh một chút thôi. Một cái ví dụ để mình chứng minh thế này. Có những lúc mình ngủ sai. Các vị cũng có những lúc chiêm bao như thế. Các vị thấy là mình bị rượt nè, bị hành hạ nè, mình kinh khủng vô cùng, sợ sệt vô cùng. Chạy đầu này thấy có kẻ dí, chạy đầu kia thấy có người đang rình, không biết chạy đường nào. Và hoảng sợ lắm là cái bất chợt ai đó vỗ vai mình. Lúc đó mình ú ớ quá cho nên người ta vỗ vai thôi chứ không có gì. Cái mình thức giấc, thưa nỗi sợ tự nhiên tan biến, không cần làm gì cả. Hóa ra là mình vẫn nằm đây, vẫn trong mền ấm, vẫn trong nệm êm. Và đâu có ai rượt đuổi gì đâu, đâu có trốn tránh gì đâu. Thì cũng như thế, mình còn đang ở trong cái nghiệp thức bời bời của chúng sinh. Mình thấy đây là người thương, đây là sở hữu vật chất, đây là thân ta vân vân. Nhưng mà chợt tỉnh giấc rồi, các vị thấy tất cả những cái này nó là trong chim bao cả. Mà ta vốn là con người thật khác, chứ ta không phải là con người trong chim bao này. Đời người có ba giấc mộng. Giấc mộng nhỏ đó là ngủ chim bao. Giấc mộng lớn đó là cái sinh mạng trong một đời người. Lao sao 100 năm rồi mình bỏ hình hài này, thần thức mình lại ra đi kiếm một cái hình hài khác để ghé vô nữa. Cho nên cái giấc mộng của một đời người 100 năm nó là một giấc mộng giữa chừng. Giấc mộng dài hơn, giấc mộng lớn, đó là giấc mộng chìm nổi trong cõi tử sinh. Rồi tỉnh mộng có nghĩa là anh nhận ra được ngay nơi hình hài ngũ uẩn bọt bèo này nó có cái tâm Phật bất động bên trong, an trú nơi đó thì vượt thoát được 3 tầng mộng của một kiếp lang thang. Cái giấc mộng ngủ một đêm thì dễ tỉnh, cái giấc mộng một đời người khó tỉnh. Rồi cái giấc mộng của trường viễn kiếp tử sinh, thưa, khó tỉnh hơn nữa. Ăn một miếng ăn mà nó không ngon, thế là dùng dần để cái chén rất là nặng tay.
thì làm sao tỉnh được mặn, phải không? Hằng ngày nhìn thấy đời sống của mình là biết mình đang đầu tư đời sống của mình cho cái chuyện tử sinh hay là cái chuyện chấm dứt tử sinh ngay. Các vị tu làm thế nào để mỗi ngày đời sống các vị nhẹ nhàng? Đối với cái ăn, đối với cái mặc, đối với đời sống, các vị càng ngày càng nhẹ. Rồi cái thứ hai nó chứng minh được sự tiến bộ của các vị là lòng các vị càng ngày càng tươi vui. Cái tâm thức của các vị, cái lòng yêu thương của các vị càng ngày càng lớn. Cái tuệ giác của các vị càng ngày càng phát sinh. Tuệ giác phát sinh đây không có nghĩa là không cần học tiếng Đức, tiếng Nhật gì hết mà tự nhiên nói rào rào, không phải như vậy. Tuệ giác phát sinh có nghĩa là mình nhận diện được tất cả những cái mà mình đang sở hữu đều là vô thường. Kể cả hình hài này, nó cũng theo cái chu kỳ của sinh và diệt đến và đi. Cái buồn, cái đau đối với bình thường nó rất là nặng nề, nhưng tuệ giác phát sinh có nghĩa là mình rất là nhẹ nhàng đi ngang qua. Lời chửi không có làm cho trái tim mình thổn thức. Rồi lời khen cũng không làm đến nỗi mình phải thình lỗ mũi lên. Đó là người có tuệ giác. Cái lòng thương yêu càng ngày càng lớn đối với người xung quanh, đối với kẻ thù, đối với người thân, bình đẳng nhất vục. Đối với cỏ cây cũng thế, đối với thú cầm cũng thế. Tuệ giác phát sinh nghĩa là luôn nhìn bằng con mắt như thật, nhìn mọi vật vốn như nó, vốn là vô ngã, vốn là vô thường, vốn là nhân duyên sinh. Thì đó là các vị đã có tuệ giác. Mình không cần phải trách nhiệm, phải nhờ ai coi tướng coi tai gì cả. Tự coi lấy chính mình, lìa khổ không trói buộc, ta gọi Bà La Môn. Cái câu quan trọng là câu này. Câu sau chỉ là xác định được con người đó đã chứng nghiệm được và an trú được. Thưa đại chúng, là chúng ta có những cái chặng đường thực tập để lìa khổ. Nãy giờ mình đi trên cái mạch lý thuyết, bây giờ mình phải thực tập. Và cái này rất là quan trọng. Sau một bài kinh tối thiểu mình phải làm thế nào mình quy kết được cái chuyện tu thực tập thực sự. Cái cản nhất là mình thử xét đón mọi việc bằng cái tâm thức rất là bình tĩnh. Mình hãy làm cho đời sống của mình đừng có sốc nổi nữa, đừng có bốc đồng nữa. Mọi việc mình hãy trầm tĩnh lại, lắng lại, dừng lại một phút khi đối diện bất cứ chuyện gì. Cái điều này có chuyện mình nói nó không hợp với đời sống các vị ở đây. Đời sống ở đây được gọi là đời sống tốc độ, phải không? Cái gì cũng phải chạy hết. Biểu dừng lại một chút, dừng lại một chút. Thế thì có khi nó không có đúng. Nhưng mà cái nguyên tắc của đời sống là như vậy. Kể cái câu chuyện này, các vị thấy nó rất là cần. Cái cậu thanh niên kia, cậu nói: bố à, con mà tốt nghiệp trung học, tức là thi đậu tú tài ha, thì cái món quà tặng của bố cho con nghĩ là cái điều con thích thú nhất, đó là một chiếc xe hơi thể thao. Ông bố ông cười không nói gì hết. Và hàng ngày anh gạ gẫm ông bố anh bằng cách là con mê chiếc xe đó, con mê chiếc xe đó, nói rất là nhiều lần để chứng minh cho ông bố biết rằng cái quà tặng xứng đáng nhất đó là cái chiếc xe thôi, chứ ngoài cái đó không có cái gì ý nghĩa đối với anh cả. Mà anh nhìn túi tiền ông bố ảnh thì có khả năng, đâu đến nỗi nghèo. Và thông thường ở trên đất nước này thì người ta hay làm quà cho những đứa con học giỏi bằng một chiếc xe, có phải vậy không? Và tới chừng anh lấy cái mảnh bằng về, anh đến trình với bố, anh nói: đây là mảnh bằng con nghĩ là con xứng đáng được nhận món quà của bố. Cái người bố cười rất là tươi, nói: bố nghĩ bố có món quà này tặng cho con, trên một cái hộp vuông vậy, thắt nơ rất là đẹp đẽ. Nó: đây quà của con. Anh mở ra, anh nói: con đâu cần cuốn sách. Bước ngang: con hứa với bố rằng bằng công sức của con sẽ mua chiếc xe như ý con muốn. Thế là anh đùng đùng bỏ đi. Rất là nhiều năm anh không buồn liên hệ lại với bố anh. Và khi thành công danh, có gia đình, và anh dĩ nhiên là anh mua được chiếc xe như ý anh muốn rồi. Và có đôi lúc lòng nghe trằn trọc hối hận vô cùng, muốn về thăm lại bố, nhưng mà cái tự ái vẫn còn.
cho đến một hôm được báo tin là ông bố hấp hối, mong rằng anh sẽ về gặp bố trước khi mất. Và anh thấy hối hận vô cùng. Anh lái xe mất mấy tiếng đồng hồ để về lại. Thì căn nhà bây giờ nó rất là điều hiu, nó dường như nó rất ủ ê. Và bước vào nhà thì thấy ông bố mình đã tắt hơi rồi, và người ta còn đợi anh về. Và trong di chúc thì ông di chúc lại gia tài. Và anh ngạc nhiên vô cùng khi thấy trên đầu giường của bố mình còn cái gói quà cuốn sách mà năm xưa bố tặng cho mình vẫn còn như thế. Ông cũng còn giữ yên vậy. Cái anh bùi ngùi vô cùng, nước mắt đầm đìa, anh lại cầm cuốn sách lên dở ra, thì bất ngờ có một vật gì cộm cộm nó rớt xuống cái beng ở dưới. Nhìn ra là chiếc chìa khóa xe. Cái anh mới dở ra thì trong trang cuối có một cái gì đó, cái gì mà ghi là đã trả tiền vào ngày này. À, cái receipt ngày đó, tháng đó. Anh coi lại là đúng vào cái ngày mà mình thi đậu, bố mình đã mua chiếc xe này, đã trả tiền đủ tặng cho anh. Thưa nước mắt đầm đìa, nhưng mà bây giờ thì bố đã ra đi. Và cái nỗi ân hận nó kéo dài luôn cả một cuộc đời của người con trai kia. Anh luôn sống trong cái nỗi rai rứt và ân hận vô cùng. Cho nên cái điều đầu tiên của người tu chúng ta là hãy mời gọi sự bình tĩnh về để có thể xét đoán mọi việc. Xét đoán về con, xét đoán về người thương của mình, xét đoán về người bạn của mình. Tiếp xúc với bất cứ cái gì, xin hãy mời cái đức bình tĩnh này dừng lại trong tâm ta một phút thôi, để làm được cái điều của người thực tập. Có dễ không? Dễ. Cái thứ hai thực tập nữa là các vị tiếp xúc với mọi việc, mọi người. Đừng để cho ký ức của mình, tiếng nói thì thầm của mình từ phía sau tràn về. Đừng để thành kiến có mặt. Cái người kia quá khứ họ từng xử sự với mình rất tệ, rất đáng ghét. Thế nhưng mà đời sống con người nó trôi chảy như một dòng nước. Hôm qua người ta thế này, hôm nay người ta đã khác. Cho nên khi tiếp xúc với người, tiếp xúc với mọi việc, đừng bao giờ để cho những cái thành kiến quá khứ mình nó tràn về. Nó tràn về nó lập tức là làm cho cái nhìn mình bị méo mó, làm cho cái nghe của mình cũng méo mó. Đó là điều tất nhiên thôi. Và khi thành kiến nó tràn về trong tâm thức ta thì cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận tức khắc nó phát sinh thôi. Đó là hai điều đó thứ thực tập. Và thực tập chuyện này thôi là lìa khổ được rồi. Chắc chắn là không có cái khổ đau nào, không có cái buồn giận nào tràn về để nó đọ đài, nó hành hạ các vị cả. Các vị sẽ an trú được trong cái giây phút an bình tĩnh tại hiện tiền, sống đời sống có niềm vui. Mình thử hình dung là mình tiếp xúc mọi việc mà cái gì mình cũng ghét hết, thế thì mình sống với ai? Rồi mình thử hình dung điều thứ hai là mình tiếp xúc với ly nước, với cái bàn, với cái ghế, cái gì mình cũng nhìn đó bằng đôi mắt cảm ơn. Nhìn bất cứ con người nào mình gặp trên cuộc đời, mình cũng nhìn bằng đôi mắt cảm ơn, biết ơn người, dù người đó chưa từng cho mình một cốc nước. Chỉ cần người đó có mặt trong cuộc đời để cho mình gặp mình cười là đủ vui rồi. Thưa, mình tặng người ta một nụ cười làm vui cho người ta được hay không thì chưa biết, nhưng mà cái điều quan trọng là nó làm cho mình vui trước rồi. Ta cười với người ai mà khó tánh lắm thì chắc họ cũng không nỡ nhăn mặt, họ khó chịu đâu. Chắc như vậy. Họ không cười đáp lễ mình thì thôi, chứ mắc gì họ chửi mình. Thưa, chưa hề có một người nào mà ta xử sự tốt với họ mà họ vùng vằng, họ thù ghét mình cả. Và cuộc đời nó như một mảnh gương lớn vậy nè. Mình cười thì cuộc đời nó cười lại. Mình giận thì cuộc đời nó giận lại. Mình cho cái gì vào cuộc đời nó hoàn trả lại nhiều hơn cái điều mình đã cho. Mình cho tấm lòng tốt của mình với bất cứ ai. Thưa các vị là không hề có sự bội bạc, có thể là người kia chưa cảm nhận được, thì sẽ có cái người nào đó họ trả lại cái điều tốt cho mình. Tôi kể câu chuyện nhỏ, các vị nghe và các vị thấy cái cần thiết của tấm lòng tốt của chúng ta đối với người xung quanh. Có cái con chó kia nó nghe đồn cái căn nhà nó ở trên đầu thôn đó, có treo tới 1,000 tấm kiến xung quanh.
cái nó chạy lên bằng tất cả niềm vui rộn rã trong trái tim của nó, lật đật nó leo lên cái cầu thang. Nó lên nó nhìn, nó kinh ngạc vô cùng. Ồ, có tới 1000 con chó giống mình như in, rất là dễ thương. Cái nó mỉm cười, nó cười, cái nó thấy 1000 con chó xung quanh cười với nó, rất là dễ thương. Cái nó gật đầu nói đúng rồi, nơi này ta sẽ tới đây mỗi chiều, rất là vui. Rồi có một cái con chó nhỏ ở cuối xóm, nó cũng nghe đồn ở căn nhà đó có 1000 đám kiến. Nó nói quỷ quái gì treo làm gì tới 1000 đám kiến. Cái nó lén lén nó lên đó, nó nhìn, nó thấy ủa sao có 1000 con chó lạ quắc thấy đáng ghét vậy. Còn nó nhe răng thì nó thấy 1000 chó nhe răng với nó sủa câu câu, nó chửi bới 1000 con chó, thì nó thấy 1000 con chó cũng nhe răng và chửi bới lại nó. Cái nó sụt lùi, nó nói cái chỗ này đáng ghét thiệt, thề là cả đời ta không lên chỗ này nữa. Thưa đại chúng, là câu chuyện này nó cho chúng ta một cái chỉ điểm rất là dễ thương là thế này: cuộc đời này vẫn thế. Thế nhưng mà mình cười với một người là mình làm cho niềm vui trong trái tim mình lớn được một chút. Mình có thể thương được một người thì lòng thương mình nó nở rộng được một chút và bớt đi một kẻ thù, bớt đi một người đối kháng với mình. Và mình làm giản dị hai điều này thôi thì cuộc sống mình nó đã rất là nhiều niềm vui và hạnh phúc rồi. Giống như tới giờ đó là mình gửi vài điều thực tập lìa khổ mức độ cạn. Và còn một cái thực tập sâu hơn, đó là thực tập quán chiếu. Mình tiếp xúc với bất cứ cái gì, các vị thử khởi tâm thức của các vị quán chiếu về điều đó. Mình căn cứ vào điều của Đức Thế Tôn dạy về duyên sinh, về vô ngã để quán chiếu. Thế thì mọi việc mình tiếp xúc, thưa, không hề có cái việc gì nó làm cho mình dính mắc và khổ đau cả. Sở dĩ mình dính mắc, mình khổ đau, mình trằn trọc là do gì? Mình không có nhìn sâu vào những đối tượng mình tiếp xúc. Mình tiếp xúc cái mình quán chiếu là một. Thế thì mình loại trừ được cái tâm cố chấp của mình. Đó là mức độ cạn. Mức độ thâm sâu hơn, thưa các vị, khi mình tiếp xúc mà mình quán chiếu được á, thì chắc chắn một điều là cái trí tuệ mình tự nhiên nó phát sinh thôi. Tiếp xúc với trang giấy, tiếp xúc với miếng gạch, tiếp xúc với viên thuốc, mình nhìn được cái nhân duyên trùng trùng của nó để hợp thành. Thế thì chắc chắn là dần dần trí tuệ mình phát triển, mình xả ly chấp trước là một nè, loại trừ khổ não của đời sống mình là hai nè, và trí tuệ phát sinh là ba. Và cuối cùng thì thưa, từ con đường quán chiếu này ta có thể an trú được ngay nơi cái tự tâm Phật bất động của mình. Cái quán chiếu mà tôi hay chia sẻ cùng các vị đó là các vị nhìn lại để thấy thân này là của ta mà không phải thân là ta. Rồi vui buồn này là của ta, ta sinh nó ra được nè, ta loại trừ nó được, nó có, nó không, nó đến, nó đi, cho nên nó không phải là ta. Rồi nhìn cái dòng chảy của ý thức thầm thì này để thấy nó là của ta chứ không phải là ta. Thế thì các vị nhận diện ra được cái vô sinh bất diệt tự trong sâu thẳm nhất của các vị. Nó hiển hiện rất là rõ ràng mà ta sống liên tục với nó để loại trừ được cái con đường sinh tử nối dài hà sa kiếp đến hôm nay. Và mình thực tập được điều này càng ngày càng sâu sắc là mình đi ngang được cái dòng chảy của tử sinh. Điều này thì nó trong bàn tay của các vị. Thưa đại chúng, là chúng ta chỉ có mỗi một sinh mạng này. Mình khéo thì mình sử dụng một đời sống này xứng đáng để làm cho niềm vui nó có mặt, để làm cho mỗi một ngày sống trong cuộc đời có ý nghĩa, hạnh phúc nó lớn dần. Không khéo thì mỗi một ngày các vị để cho buồn phiền khổ đau chất chồng lên tâm thức của các vị. Và vụng về hơn nữa là mình mất một cái thọ mạng này rồi mình chìm trong cõi tử sinh mịt mùng, rất là tội. Cho nên hãy khéo để sử dụng một đời sống xứng đáng vượt ngang qua cái dòng sông sinh tử. Và xin phép dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.
Mời đại chúng chắp tay hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật